Giết rắn, rắn trả thù. Hôm nay thu hoạch được lời quá, càng ngày ta càng khâm phục tài năng săn bắn của mình. Nay lại có một bữa ăn thịnh soạn cho con trai của ta rồi. Sơn hào hái vị kiểu này có thua kém gì bữa cơm hoàng gia đâu chứ. Săn được cả một con hươu lớn thế này cũng không phải đơn giản. Da của hươu sao phải thuộc loại quý hiếm, mình phải dòi lão nhân trả gấp bội mới được. Mình ơi, nhìn xem, nay ta săn được gì này. Một con hươu sao nha. Mình mài lại dao cho sắc đi, rồi chuẩn bị xử nó cho tôi. Nấu cho cha con một bữa thịt rượu thật ngon. Còn tấm da, nhớ lột cho đẹp, để tí nữa tôi mang sang cho lão nhân. Mình để đó đi, lát em sẽ làm. À, cha về rồi ạ. Nay cha săn được gì không ạ? Con mong cha nãy giờ đó. Có chứ, con trai yêu của ta. Nay cha săn được hẳn một con hươu to nha. Con yên tâm, sẽ được ăn thịt cả tuần liền. Con có thích không? Ê, con thích lắm. Con nghĩ chắc con là đứa trẻ hạnh phúc nhất cha ạ. Các bạn của con đâu phải ai cũng ăn được thịt loại thịt đến thế cơ chứ. Ngày nào cũng chỉ có ngô, khoai, sắn thôi à. Chán chết. Con trai yêu quý của cha lúc nào cũng là nhất. Chỉ cần con siêng năng học giỏi, sư tử cha cũng bắt về cho con. Thích quá đi. Con cảm ơn cha. Mình cứ mãi như vậy không hay đâu. Các cụ vẫn chả khuyên con người không nên sát sinh là gì. Mỗi ngày đều giết bao nhiêu động vật như thế, mình không sợ quả báo sao? Em bảo này, hay mình đi kiếm một cái nghề gì đàng hoàng, hoặc chăm bón mấy thửa ruộng với em. Có thể không giàu có nhưng ổn định, chứ không sống trong cảm giác tội lỗi vì sát sinh như thế này. Mình thôi đi, tôi đã chán nghe mấy cái thứ triết lý dớ dẫn đây rồi. Mình đã không sát sinh thì đừng có ăn thịt, ăn cá, ăn gà. Tất cả là sát sinh cả đấy. Mình đó là các con vật nuôi lấy thịt nó khác, còn đây là vật nuôi hay súc vật đều thế cả, đều là sát sinh. Con ra ngoài chơi với các bạn, cha có chuyện muốn trao đổi với mẹ, rồi lát cha gọi thì về ăn thịt hươu nha. Dạ, vâng cha. Mình ngồi xuống đây, hôm nay tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với mình. Để từ nay trở đi, đừng khiến tôi nổi khùng vì mấy cái lời lẽ lảm nhảm điên của mình nữa. Sao có mỗi chuyện này mà mình nói hoài không biết chán hả? Thế nào là nghề không đàng hoàng? Tôi hàng ngày vất vả từ sáng đến tối muộn, săn bắn hiểm nguy, mang đồ ăn và tiền về cho cả gia đình. Mình còn muốn như thế nào nữa thì mới vừa lòng? Tôi thấy cái nghề này chả có vấn đề gì cả. Từ ngày nghe theo tin buôn họ Nhân bỏ cái nghề nông đi, chuyển sang kinh doanh gia thú với hắn, chẳng phải gia đình mình khá giả lên bao nhiêu hay sao? Lại có đồ ăn tươi ngon mỗi ngày. Cứ như mình làm cái nghề nông vất vả sớm khuya, khắc nghiệt cả năm mới được mấy bao gạo khô, chả ăn thua gì cả. Cứ cố hữu theo nghề của cha ông để lại thì biết bao giờ mình mới giàu lên được. Thú thì chỉ là con thú, chứ có phải là con người đâu. Chúng nó sinh ra cũng chỉ để phục vụ cho con người cả thôi. Tài nghệ của tôi cũng ngày càng lên cao rồi, tôi phải tận dụng triệt để. Mình không sợ quả báo sẽ đến với gia đình chúng ta sao? Mình sống không làm phước cho bản thân thì cũng phải làm phước cho con chúng mình chứ. Phải khó khăn lắm mới có cu tí. Em không muốn, đừng để con trẻ phải chịu tội. Ơ kìa, mình nói gì vậy? Ai làm thì người ấy chịu, cứ vì con trai tôi là phải gánh thay tôi. Này nha, đừng có mà xui mồm. Thằng bé là tất cả đối với cuộc đời tôi, nó có mệnh hệ gì thì tôi không sống nổi đâu. Ông trời trên cao có thiên thì hãy nghe tôi nói đây, có sao thì tôi chịu nha. Rách việc. Đừng nhiều lời nữa, mau mau lọc da con hươu ra trước, để tôi đem đến cho lão nhân. Rồi thì làm thịt bữa ngon cho hai cha con. Thằng bé đói rồi đấy. Này, tôi săn được tấm da hươu lớn. Hươu sao quý lắm đấy ông Nhân ạ. Thú giờ nó khôn rồi,
không phải dễ gì mà bắt được đâu. Và cũng ngày càng nhiều kẻ muốn cướp miếng cơm của tôi. Ông xem xét, rồi có gì liệu gửi cho tôi thêm một ít. Được rồi, anh yên tâm đi. Tài năng của anh không ai có thể phủ nhận được. Đấy chính là lý do đích thân tôi tìm đến anh, chứ không phải nhan nhãn những người ngoài kia. Anh cứ chịu khó mang về cho tôi và những con thú quý hiếm. Càng quý hiếm thì càng giá trị, mà càng giá trị thì càng nhiều tiền. Và tôi nghĩ anh sẽ sống dư dả đến cuối đời nếu như anh đồng ý thương lượng với tôi phi vụ này. Có vụ gì vậy, lão nhân? Mỗi tuần anh hãy thu thập cho tôi số lượng da rắn nhiều nhất có thể. Mặt hàng này đang được các con buôn ưa chuộng, giá thu mua cao. Lúc đấy khéo ngân lượng đổ về như nước, anh có mà trở tay không kịp, lại quay sang trách ngược tôi đấy chứ. Ê chết, không dám lão nhân. Tôi đồng ý, đồng ý. Ngày mai tôi sẽ bắt tay vào triển khai ngay. Sẽ có nhiều da rắn chất lượng mang về cho ông. Phải vậy chứ, tôi tin tưởng ở anh. Ngon quá cha ơi. Giỏi lắm, ăn nhiều lên con trai. Ăn nhanh rồi mau lớn nha. Tôi vừa sang gặp lão nhân, sắp tới có mối làm ăn lớn lắm. Mình liệu mà lo chuẩn bị hòm giữ của đi. Chỉ cần tôi thu thập nhiều da rắn nhất cho lão, chúng ta sẽ được sống sung sướng. Mình ơi, em đã khuyên mình hết lời rồi đó. Cũng không muốn vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ. Mình vẫn quyết định theo cái nghề này đó à. Chứ sao không? Mình thấy tiền trước mắt mà từ chối thẳng, quá ra kẻ ngu à. Này bộ Yahoo kia được tiền công gấp đôi đó. Quá đã. Mỗi người có một thời thôi, không tranh thủ là tiếc đứt ruột đấy vợ à. Thôi thì tùy ở mình vậy, em cũng hết cách. Mẹ này giàu to rồi. Chà chà, hổ mang bạo chúa, có duyên nha người anh em. Nay chú mày gặp được ta, quả là may mắn đây. Ta sẽ tiễn nhà ngươi mau mau đoàn tụ với Diêm Vương. Hây da! Ây da! Lại thêm một con rắn to tướng khác. Này đúng vô mánh rồi. Khơi khơi lại có nguyên ổ rắn thế này. Lại còn bảo vệ con à? Thế mày chết thay con mày đi nha. Tuyệt quá cha ạ. Bữa ăn này ngon nhất quả đất luôn. Cháu rắn bộ lắm. Ăn nhiều vào con. À, rắn, rắn cắn con. Rắn cắn con đau quá cha ơi. Mẹ ơi, con lạnh quá. Mẹ ơi, cứu con chết mất. Khắp người con ê ẩm như có hàng ngàn mũi dao. Con đau lắm. Con ơi, con sao vậy? Có lẽ con bị cảm đâm ra hoa mắt rồi. Tầm này cha con cũng sắp về, rồi cha sẽ đi mời thầy về chữa cho con. Ráng lên con ngoan của mẹ. Mình ơi, nhanh lên cứu con chúng mình với. Không rõ càng nguyên gì mà thằng bé lăn ra sốt. Giờ người con run lẩy bẩy, cứ kêu rét rồi đau nữa. Em không rõ con đau ở đâu. Rắn cắn con đau quá cha ơi. Cứu con với. Con đau quá. Con đau quá. Hãy cứu con với. Xin tha. Xin tha cho cháu mà. Con ơi, con đau ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với con vậy?
con đã nói chuyện với ai thế? Con đừng làm cha sợ. Con ơi, gắng lên, cha sẽ đi tìm thầy thuốc về ngay đây. Con nhất định phải đợi cha. Không, không thể nào. Không, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là... Tất cả là lỗi của tôi. Xin ngài tha tội. Hãy để tôi chịu hình phạt này thay con tôi. Làm ơn, thằng bé còn quá nhỏ mà. Con đau quá cha ơi. Con ơi, cha đã hại chết con rồi. Ta đã gặp báo ứng thật rồi. Trời ơi. Bộ phim lấy cảm hứng từ tác phẩm Lòng thương yêu sự sống của tác giả J.B. Talovic, người dịch Hòa Thượng Thích Trí Chơn. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!